Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin. Vâng, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Auto. Và trong buổi chiều ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu quý vị và các bạn một chiếc xe mới nhập về cửa hàng. Đó là mẫu Ford Focus sản xuất năm 2005. Một mẫu sedan phân khúc hạng B rất là đẹp luôn. Một chiếc xe màu bạc rất là bắt mắt luôn ạ. Vâng, form dáng thì cực kỳ thể thao. Và chiếc xe này thì biển số 14M3609, một chiếc xe zin chính chủ luôn, một chủ zin từ đầu luôn đấy quý vị nhé. Rất là đẹp luôn, form dáng khá là thể thao, khá là bắt mắt. Vâng, nội ngoại thất thì vẫn còn rất là đẹp, sơn si thì cũng đã sơn lại được khoảng 30% rồi. Còn nội ngoại thất thì tương đối khá là ok. Một chiếc xe bản full số tự động 2.0. Vâng, một chiếc xe sản xuất tại Việt Nam. Form dáng thì khá là đẹp, vành la răng 9 chấu nguyên ẩn theo xe. Form vâng, phanh đĩa ABS kết hợp an toàn trên cả 4 bánh. Mọi người có thể nhìn ạ. Vâng, lốp thì vẫn còn tương đối khá là mới và con này sử dụng lốp Michelin, vành 15, lốp 195, tỷ lệ 65. Cua lốp thì cũng khá là ổn luôn. Vâng. Rất là đẹp. Xi nhan kết hợp trên tay gương và gương kính cụp xòe. Vâng, một form dáng thì khá là thể thao. Chiếc xe thì có cả cửa nóc nữa quý vị nhá. Vâng. Và hạn đăng kiểm đến tháng 10 năm 2020. Vâng, rất là đẹp luôn. Bây giờ thì chiếc xe cũng mới về, thế nên là nhà em cũng đang tập trung quay để cho quý vị các bạn xem chiếc xe này. Một chiếc xe có màn hình DVD giải trí kết hợp cam lùi. Vâng, riêng về phần keo chỉ chiếc xe này thì tương đối khá là ổn luôn. Vâng, đấy mọi người có thể nhìn nhá. Chỗ này thì mất một chút rồi, còn lại thì đoạn này ok ạ. Vâng, vẫn còn nguyên các cái đinh hàn ở trên này. Vâng, ốc ác thì vẫn còn rất là chuẩn. Và phần tappy mọi người có thể nhìn ạ. Vâng, tappy khá là sạch sẽ. Vâng, các chức năng hoạt động hoàn toàn bình thường nhé quý vị nhé. Cửa kính đóng mở ấy ạ. Vâng, và gạt mưa. Còn các cái bản lề thì mọi người có thể nhìn là bản lề khá là ok. Vâng, bản lề khá là ổn luôn. Bản lề thì zin đét đẹp luôn ạ. Vâng, con này có túi khí cho cả người lái cũng như người ngồi. Vâng, đấy, rất là tiện lợi luôn. Phần táp lô rất là sạch sẽ. Ở phần dưới đấy, khoang máy ở kéo xuống dưới tí nữa. Đấy, nó ở ngay dưới gầm ấy. Vâng, phần cánh sau thì mọi người có thể nhìn là phần táp pi thì cũng khá là sạch sẽ và keo chỉ cũng khá là ổn luôn. Gang cao su chống nước thì cũng khá là đầy đủ. Vâng, và phần bản lề thì cũng tương đối khá là đẹp luôn. Có thấy không? Vâng, lốp sau của chiếc xe thì cũng vẫn khá là mới luôn. Vâng, và cua lốp thì mọi người có thể nhìn là cua lốp cũng tương đối khá là ổn ạ. Vâng, vâng, với giá thành chỉ 199 triệu đồng thì chiếc xe này cũng là một lựa chọn khá là lý tưởng luôn. Vâng, cốp của chiếc xe thì mở bằng khóa điện đấy quý vị nhé. Vâng, lốp lác các thứ thì rất là ổn luôn. Vâng, cái này thì em sẽ lên trên kia để mở cho quý vị các bạn xem. Vâng, tất cả các cái cánh cửa thì keo chỉ ví dụ như cánh lái này thì cũng khá là ổn. Vâng, phần chiều đây vặn sang trái một cái, vặn sang phải một cái thì nó mới được. Phần tappy cánh sau thì cũng rất là đẹp và không có dấu hiệu khoan đục. Vâng, chức năng hoạt động hoàn toàn bình thường. Ghế da nguyên zin nhá quý vị nhá, ghế da nguyên zin luôn. Vâng, có những cái phần thấm hút mồ hôi rất là ok luôn. Phần bục để tay mọi người nhìn ạ, tay tì đấy ạ, cho người đấy rất là tiện lợi. Và các cái keo chỉ thì không việc gì phải nghĩ rồi. Và đấy mọi người có thể nhìn cốp tí để cho em nhé. Phần ghế của người lái thì cũng đã sần theo thời gian rồi nhưng cũng rất là ok. Vâng, không gian người lái thì mọi người có thể nhìn cũng rất là rộng rãi. Và phần các chức năng hoạt động thì hoàn toàn bình thường nhé. Con này có cả điều khiển cruise control. Đấy, rồi điều khiển gạt mưa nãy các thứ là đầy đủ luôn. Vâng, một chiếc xe khá là ổn ạ. Vâng, và chìa khóa thì có điều khiển điện đấy nhá quý nhá. Vâng, đấy, màn hình DVD giải trí này. Tay nắm gần số. Vâng, số like ạ. Vâng. Đấy, đồng hồ hiển thị rất là rõ ràng. Và chiếc xe thì đấy mọi người có thể nhìn ạ. Vâng, tất cả các cái phím đồng hồ hiển thị rất rõ ràng luôn. Và em đi xuống phần cốp. Anh chờ em đi.
Vâng, tất cả các cái chức năng hoạt động hoàn toàn bình thường. Vâng, bây giờ thì đang ngồi ở chỗ này thì cũng vướng giao thông nên là chúng ta sẽ đi vào trong một chút ạ. Vâng, thưa quý vị các bạn, mọi người có thể nhìn thấy là túi khí airbag cho người lái cũng như người ngồi bên cạnh đây. Vâng, rất là tiện lợi luôn. Form dáng thì khá là thể thao, khá là đẹp, phần táp lô cũng rất là sạch sẽ. Và nói chung là form dáng thì cũng rất là đẹp, máy móc thì chạy êm luôn, điều khiển rất là dễ dàng. Vâng, chiếc xe này thì phần nắp capo thì sẽ phải mở bằng chìa khóa, và khi mà xoay trái thì mở một lần và xoay phải thì mở lần nữa thì là sẽ mở hoàn toàn chiếc xe ra. Vâng, rất là tiện lợi luôn. Vâng, thưa quý vị các bạn, chiếc xe này thì sử dụng động cơ xăng 2.0, máy móc thì hoạt động khá là êm chắc đầm. Riêng như những dòng xe này thì máy thì chạy khá là ổn. Vâng, form dáng thì khá là đẹp. Vâng, chiếc xe này thì phần keo chỉ của nắp capo này thì cũng có cho một chút rồi, nhưng mà không vấn đề gì vì còn nói chung là cũng rất là ok, chủ yếu máy móc gầm bệ chạy chắc là được. Vâng, và các cái phần khung răng lỗ rất là tròn đều luôn nhé quý vị nhé. Máy móc thì rất là tròn đều, và đầu bầu đèn đây mọi người nhìn ạ. Vâng, bầu đèn nó khá là sáng. Vâng, nói chung là gầm bệ thì mọi người có thể nhìn là gầm bệ thì không có dấu hiệu chảy dầu mỡ cả. Vâng, đó, gầm bệ cũng tương đối khá là sạch, cao ráo. Vâng, vâng, với tổng thể ngoại quan qua của chiếc xe thì màu, với cái màu như thế này thì cũng khá là sang trọng, lịch lãm. Vâng, thường thường thì em hay gọi là màu hường, còn mọi người thì có thể gọi là màu kem. Đây, vâng, form dáng thì khá là thể thao, và cửa đóng mở thì khá là êm khít. Vâng, con này thì có cả cửa nóc nhé, cửa nóc hoạt động hoàn toàn bình thường luôn, form dáng rất là đẹp. Vâng, những ai quan tâm đến mẫu xe này thì cứ alo cho em qua số điện thoại là Vũ Duy Auto 0869 158 926. Cửa hàng em ở chợ ô tô Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng thì rất hân hạnh được phục vụ quý vị và các bạn. Một chiếc xe khá là đẹp, form dáng thì khá là thể thao, phong cách Mỹ. Vâng, bây giờ thì cũng có thể là chúng ta đi thử luôn chiếc xe này xem là xe chạy như thế nào nhé. Vâng, em đi luôn vào trong khu trong kia để cho mọi người cùng xem. Vâng, thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì em đang ngồi ở trong chiếc xe này rồi, và bây giờ thì ta cũng thử chạy luôn. Vâng, số lùi này rất là tiện lợi luôn, mọi người có thể nhìn camera hành trình luôn nhé, và cũng kết hợp cả camera lùi, rất là tiện lợi. Và em sẽ đi thử chiếc xe này luôn cho quý vị các bạn cùng kiểm tra theo dõi. Và gương kính thì cũng khá là ổn, nói chung là mình đi lại như này quá là tiện lợi rồi. Ta đi vào phía trong này. Vâng, cửa hàng của em thì nói chung là cũng rất là rộng rãi, thuê được mặt bằng cũng rất là rộng, nên là khi mà đi thử xe trước các thứ nó cũng rất là thoải mái. Vâng, thì đấy, chúng ta đi thì xe khá là êm, mọi người có thể nghe tiếng, gần như là không nghe thấy tiếng động cơ. Máy khá là êm chắc, động cơ chạy cũng khá là ổn đấy. Và độ vọt khá là cao, khi em dậm ga thì cũng khá là tương đối. Vâng, những ai quan tâm đến mẫu xe đẹp mà khỏe khoắn này thì hãy điện thoại cho Vũ Duy Auto qua số điện thoại là Vũ Duy Auto 0869 158 926. Cửa hàng em ở chợ ô tô Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng rất hân hạnh được phục vụ quý vị và các bạn. Vâng, một chiếc xe mà nội thất còn nguyên zin luôn nhé quý vị nhé, ghế sấy này, ghế thoáng. Vâng, và không gian nội thất thì hoàn hảo và nguyên zin như thế này thì rất là hợp lý và vừa túi tiền mọi người. Vâng, nó đang báo tiếng tít, nghĩa là em không đeo dây an toàn. Vâng, thế nên là một chiếc xe cũng khá là ổn. Camera lùi, camera hành trình, máy 2.0. Vâng, Vũ Duy Auto xin chào tạm biệt quý vị các bạn ở những video, hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau. Chúc quý vị các bạn chọn cho mình được chiếc xe ưng ý nhất. Vâng, quên cửa nóc này. Đó, cửa nóc này nhé quý vị nhé. Vâng, rất là tiện lợi luôn, các chức năng hoạt động hoàn toàn bình thường. Vâng, và bây giờ thì ta tắt máy xuống xe. Vâng, xin chào tạm biệt quý vị và các bạn ở những video lần sau. Một chiếc xe khá là ổn luôn ạ. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.